cái gì nữa vậy trời em coi đi bây giờ tới lượt con nhỏ láo xược tiểu quân á tự nhận làm con của ba anh nữa chứ hình như bỏ rơi con là gen di truyền của nhà anh thì phải ừ. chuyện này anh đã xin lỗi em cả ngàn lần rồi còn gì nữa nói hoài thì em có nói gì anh đâu hay em đó bỏ qua hết chuyện cũ đi em phải nhìn vào thực tế để thấy một thạch bình đứng trước mặt em như thế nào <laughs> anh đang ngồi chứ có đứng đâu ờ thì ngồi <laughs> thật không ngờ hồi trước ba anh từng giận anh về chuyện anh bỏ rơi em lúc em mang thai vậy mà bây giờ ông lại bỏ rơi con gái của mình đúng là đạo đức giả mà chuyện như vậy mà em cũng tin được sao đây chắc chắn là một trò đùa Cô tiêu quân và bách nổ để lừa ba anh mà làm sao anh biết chắc như vậy thì em nghĩ đi ba anh còn sống được bao lâu nữa họ phải cố gắng tìm cách tiếp cận ba anh để được thừa kế một chút tài sản lừa được thì tốt không lừa được thì thôi anh á anh làm như ba anh ngốc lắm vậy anh thử nghĩ coi anh á là con ruột mà còn bị tước quyền thừa kế như vậy nếu mà anh không có tiền đầu tư của em á thì giờ anh làm ăn kiểu nào Ừ. Em nói cũng phải. Ba anh kêu kiệt như vậy, thì để tiền cho ai? Em yên tâm. Anh sẽ không quan phí số tiền mà em đã tin tưởng giao cho anh đâu. <laughs> em á, chỉ cần anh lo tôi tỉnh làm ăn là được rồi. <cười> <cười> Khi đến đây, anh thấy đã làm thay đổi mọi thứ và anh nhận thấy điều anh làm là không nên ừ, anh biết như vậy là được rồi bởi vì anh là bạn của em <laughs> nè em không có muốn bất cứ điều gì xảy ra với anh đâu được rồi anh hứa sẽ không làm vậy nữa được chưa cảm ơn anh nha anh đã chịu lắng nghe ý kiến của em bây giờ thậm chí em mà kêu anh nhảy xuống cái cầu mà không có nước á mà em kêu nước nhiều lắm bơi đi anh anh cũng dám nhảy dám bơi lắm á anh này Anh làm như là em ác lắm vậy đó <laughs> Quyết định vậy nghe Được Kể từ giờ trở đi Ai vi phạm là sẽ bị phạt đó nha ừ. ừ. <laughs> nè Các người đang làm gì vậy Đang tìm chiêu trò Để tôi vẽ cho gia đình tôi chứ gì Lý của cô đúng không Ý anh là sao vậy Mà thôi đi Tôi không muốn muốn cãi nhau với anh Mọi chuyện dừng lại ở đây đi đừng giả giờ cao thượng nữa nè nè đây là phòng làm việc của tôi nghe chứ không phải là chỗ để hai người vô cãi nhau giờ có cần tôi để cái bảng cấm cãi nhau đây không không ai cãi nhau ở đây hết bây giờ đó là quá đủ rồi thạch minh tôi không muốn nghe cô nói gì nữa hết cô chỉ cần trả lời tôi một việc thôi tại sao cô làm như vậy tôi làm vậy là làm gì tôi không hiểu được tôi sẽ nói cho cô biết tôi chỉ muốn cô chấm dứt mọi chuyện không được xúc phạm gia đình tôi nữa Cô hãy để cho tôi yên Vậy để cho mọi người được yên đi Đó là điều tôi cũng muốn mà Vậy tại sao cô cứ muốn làm tổn thương tôi Tại sao vậy Nè Anh thôi cái giọng chỉ trích đó đi Tôi đã nói Tất cả những cái đó Là do ý tưởng của tôi đó Anh im đi Tại sao cô lấy đám cưới của tôi và Quyện Nghi Để làm trò cười vậy Tôi đã nói với anh là tôi không có làm gì hết mà nếu mà hai người có chuyện gì với nhau thì tự về nhà mà giải quyết đi đừng có đến đây mà làm phiền tôi nữa đó là điều cô cảm thấy khó chịu đúng không <laughs> cô là kẻ đạo đức giả Đã... Đã... anh điều đó không đúng trước khi anh muốn đổ lỗi cho tôi Thì anh hãy coi lại bản thân của anh đi <laughs> hay là cô ghen tức chuyện tôi kết hôn với hoài nghi nên mới hành động như vậy anh nói cái gì đó hả hả à. à. anh anh bách Tôi nói cho anh biết Anh đừng có quá ngạo mạn anh. anh có lấy ai, bỏ ai Không liên quan gì đến tôi Có phải Nó làm cho cô tổn thương không Đàn người khác làm được Mà cô không làm được Thì cô tức Tôi sẽ cưới Huệ Nghi Chúng tôi sẽ kết hôn đó Tôi không quan tâm <laughs> Ít ra Cô ấy cũng không giả dối như cô Anh thôi đi Tôi chán nghe cái thứ vô nghĩa đó lắm rồi bây giờ anh có muốn nghĩ gì đi nữa tôi kệ anh nè tại sao cô giả dối tại sao cô lại hèn nhát như vậy không dám đối diện sự thật anh buông tay tôi ra tôi không muốn nói chuyện với anh nữa cái người giả dối hèn nhát là cậu đó cứ chờ đi mọi chuyện dư luận sẽ phán xét được để xem dư luận nói gì giữ trong tim bao khát vọng ao ước giấc mơ riêng em sẽ thành hiện thực bước em đi trong tương lai dẫu khó khăn muộn phiền biến ước mơ sẽ chẳng còn là mơ ước và phút giây định mệnh một ngày anh đến với em anh đã bên em trên đoạn đường em đang bước đi ta đã sanh đôi vượt qua bao phong ba hay những thăng trầm cùng một niềm tin cuộc sống em có hay đâu trên đường đời bao tại sống, sao thật minh lại có thể như vậy anh thật sự căm hận mình đến lúc đó sao mong sao những căm thổ và hiểu lầm Điều giữa mình và Thành Minh sẽ giống như những quả bóng bay Bay đi bay đi và bay đi mãi đôi mãi thuộc xa, à. anh cùng em sẽ cố gắng cây. tan bóng đêm anh dương nắng bay rẽ lối Đợi ta qua ông tới đây làm gì ông muốn gì bà không thay đổi nhiều lắm tiểu quân không có nhà người tôi muốn nói chuyện là bà chứ không phải là tiểu quân mình đã nói chuyện với nhau cách đây hai mươi năm rồi mà dù thế nào đi chăng nữa thì tôi với bà cũng không thể giả giờ xem nhau như người lạ được. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó là không thể. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà. Bà hãy cho tôi một ít thời gian. Được rồi, bây giờ ông nói nhanh đi. Tôi bận lắm. Bà không thể mời tôi ngồi sao? Xin lỗi, nhà tôi bần hèn lắm không có chỗ nào xứng đáng cho một đại gia như ông ngồi đâu bà đừng mỉa mai tôi nữa được không tôi tôi muốn nói chuyện với bà một cách thẳng thắn một cuộc nói chuyện thẳng thắn mà ông chưa bao giờ làm được với tôi hết tôi biết đó là lỗi của tôi tôi không cần sự nhận lỗi của ông ừ. thôi được rồi tôi muốn nói chuyện với bà về việc của tiểu quân con gái của bà đã đến công ty tôi và nói cho mọi người biết những cái chuyện lẽ ra nó không nên nói con gái của tôi nó là con gái của ông và tôi mà Mai Trinh à, tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của bà. Được rồi, ông ngồi đi. Hai mươi năm trước tôi đã nói với ông sao? Thì bây giờ tôi cũng nói với ông như vậy. Tiểu quân, là con gái của ông không thể nào dễ thôi mà nếu ông không tin thì đưa nó đi thử adn đi kết quả sẽ mang lại sự thuyết phục cho ông đó thế nhưng mà tại sao bây giờ nó mới đến tìm tôi vì tôi đã giấu nó tôi không muốn con bé biết nó có một người cha từ chối nó. Từ lúc, ông không còn hỗ trợ cho mẹ con tôi. Tôi đã không còn muốn liên quan đến ông nữa. Bà hãy hiểu cho tôi. Tôi không thể giúp được cho mẹ con bà, bởi vì tôi còn một gia đình. Ông là một kẻ hèn nhát. Ông không xứng đáng là một người đàn ông, ông có biết không? chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn hết. Ông có thể trốn tránh 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Nhưng mà không bao giờ ông trốn được suốt đời. Ông về đi. Tôi... Ông làm ơn về đi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Ông đi đi. Một, hai, vô, ba, vô, vô. Vô, vô. Hôm nay anh em cứ gọi thoải mái. Tôi sẽ mời. à thôi nâng ly uh, chúc mừng sự lên hương của công tử Thạch Bình nha một hai ba, ba rồi, rồi. <cười> <cười> ừ, mời tôi biết mình không thể thay đổi được quá khứ nhưng tôi sẵn sàng bù đắp cho bà bằng tiền à có thể là một ngôi nhà sẽ tốt hơn ngôi nhà này nhiều bao nhiêu năm đau khổ để đổi lấy một căn nhà sao tôi biết là không có gì có thể bù đắp được quá khứ nhưng thậm chí như vậy thì ông vẫn là ông thạch của nhiều năm trước tiền hả tiền ông không thể mua được tất cả mọi thứ đâu ông có biết không thôi ba đừng có cứng nhắc như vậy nữa tôi chỉ muốn bà có một cuộc sống tốt hơn thôi cảm ơn tôi đã quen với việc không có ông từ lâu lắm rồi tiểu quân không khác bà một chút nào bướng bỉnh thì có ích gì đâu tôi nhắc lại ông ra khỏi nhà tôi đi bà ba ba tới tìm con hả vậy là cái việc đăng báo á cũng có lợi ích quá ha tôi không đến tìm cô <laughs> ba ba ngồi đi ba biết không con thấy được tấm hình mà ba với mẹ chụp chung á đúng là hai người đẹp đôi lắm ba cảm thấy như thế nào khi gặp lại mẹ con vậy thôi cô đừng có giỡn nữa <laughs> con đâu có giỡn đâu À, ba có biết không khi mà bài báo được đăng lên á ai cũng nói con rất là giống tính của ba cô nói đi Cô nghĩ là cô sẽ nhận được gì sau cái vụ này? Mà cô muốn gì ở tôi? Ít nhất á, ba cũng biết được con là con gái của ba. Bộ ba không vui hả? Cô đang giả dờ cái gì đây? Mà làm sao tôi có thể vui được sau những chuyện cô gây ra? Vậy lúc ba bỏ rơi mẹ, khi mà mẹ đang mang thai, ba có thấy vui không? mà cô không biết gì về quá khứ. Cô không có quyền phán xét nó. Vậy thì ba hãy nhìn đi. Ba nhìn căn nhà này nè. Rồi so sánh với căn nhà mà ba đang ở đó. Tôi chấp nhận cô là con gái của tôi. <laughs> Cuối cùng á, đó ba cũng đã chịu thừa nhận con là con gái của ba rồi sao việc tôi nói á cũng không thay đổi gì được đâu tôi với cô á cũng chỉ là những người xa lạ tôi không thể xem cô là con gái của mình được chẳng lẽ mấy anh á cũng giống như ba sao <laughs> mà cô đang nói về chuyện gì thì con đang nói về anh minh và anh bình thạch bình á là một người không tốt nhưng mà con lại rất là quý anh minh thôi thôi cô hãy để cho gia đình tôi được yên ba nói gì vậy con có làm gì đâu kể từ khi con được sinh ra giống như một tai nạn á thì con đâu có cái quyền gì ở đây đâu rốt cuộc là con muốn cái gì và tôi phải làm như thế nào đây để tôi được yên đơn giản thôi con muốn được bù đắp con muốn sống với ba sống với tôi <laughs> cô bị làm sao vậy ba à ba cũng biết mà con đã sống rất là nhiều năm không có ba rồi con nghĩ cách tốt nhất bây giờ á là con với ba và cả mẹ nữa, sống chung với nhau. Yêu cầu này á không thể được. Điều duy nhất con muốn bây giờ là một gia đình. Con muốn ba xem con như một đứa con gái và đối xử với con như một đứa con gái thật sự của ba. Để mọi người công nhận á, con chính là con gái của ông Thạch. Tôi nói rồi tôi không thể coi cô như là con gái của tôi được mình chung dòng máu mà ba giống như là anh minh và anh bình vậy đó cô không thể so sánh với tụi nó được rồi ba cũng sẽ dần dần yêu quý con giống như là mấy anh thôi bây giờ thì trễ rồi cô không thể ép buộc tình cảm nếu như tôi không có ba nói đúng nhưng mà ba vẫn có thể chăm sóc con mà mình chưa thử mà ba điều tôi có thể làm được lúc này á là bồi thường cho cô và mẹ cô <laughs> ý ba là tiền hả hoặc là vậy hoặc là sẽ không có gì cô hãy suy nghĩ về điều đó đi và đừng có nói chuyện với báo chí nữa cô đừng có gây thêm rắc rối tôi không muốn có ác cảm với cô Không biết là anh đến đây thăm tôi hay là có chuyện gì khác không? Có một vài chuyện mà tôi nghĩ là mình nên nói với cô. Ngày khách sáo quá vậy, có chuyện gì thì anh nói đi. Chắc cô cũng biết chuyện tôi giúp bách mua lại cổ phần của công ty ông Thạch chứ? Ừ, tôi cũng có nghe, tất cả cũng nhờ anh với là Hải Ngọc, nên anh bách mới có cơ hội nắm quyền. Nhưng tác giả chính lại là cô là tôi Lúc đó tôi đang ở dưới quê mình mà Đúng Nhưng trước đó cô đã cho tôi ý tưởng này Làm gì có chuyện đó Có bao giờ tôi nói với anh chuyện đó đâu Cô còn nhớ Là Chúng ta đã từng ngồi nói chuyện với nhau Vì tiên quân bắt chúng ta phải làm như vậy không Nhưng tôi với anh đã có nói chuyện anh bắt mua lại công ty của ông Thạch chúng ta đã nói về tầm quan trọng của công ty đối với nhà ông Thạch. Và nỗi đau lớn nhất chính là nhìn thấy một người mà họ coi thường lại nắm quyền trên họ. Tôi nhớ rồi. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ Bách là nhân vật mà tôi đề cập tới. Ý nghĩ này chỉ đến sau sau khi Thạch Bình bán đứng cha mình. Và cuộc nói chuyện giữa tôi và cô đã giúp tôi nảy sinh ý định. Ừ, chính như vậy Tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa Đừng nói là cô tội nghiệp nhà ông Thạch nha Không Tôi không quan tâm tới nhà ông Thạch Điều tôi lo lắng bây giờ là anh Bách nè Ý của cô là việc điều hành công ty hả? Nó làm ảnh hưởng tới anh Bách nhiều lắm Đó là chưa kể Nếu như có chuyện gì xảy ra Sẽ có rất nhiều người bị thất nghiệp anh mai à anh bách có thể là chưa biết gì trong lĩnh vực này nhưng anh ta là một doanh nhân lão luyện chứ không phải gà mờ như là nhà ông thạch nghĩ đâu thay anh nói có nghĩa là anh bách thật sự có tài hả kinh doanh á người ta dựa vào cái đầu chứ không phải ở nơi xuất thân và những bộ đồ anh ta đang mặc từ một người bình thường bách có thể dương lên làm chủ cả một hệ thống chuỗi thực phẩm khắp cả miền nam này thì không phải là bình thường chút nào tôi cũng tin là anh nói đúng mà giờ này cuộc sống của anh như thế nào rồi phức tạp lắm tôi đang nghĩ đến việc sẽ đi đâu đó một thời gian từ lúc mà tôi từ bỏ sài gòn để trở về quê tôi rút ra được nhiều bài học cho bản thân lắm chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách bỏ đi được đâu mà phải can đảm đối diện với sự thật từ hôm qua tới giờ anh vẫn không liên lạc được với ba không biết là ba tắt máy tới khi nào nữa đây lúc này thật hư như thế nào mọi người còn chưa xác định rõ thông tin của một tờ tạp chí thôi cũng đủ làm cho mọi người hoang mang đó có thể là ba anh trốn giới truyền thông hoặc là bạn bè nếu là em thì em cũng sẽ cắt liên lạc như vậy thôi nhưng mà anh cần phải biết sự thật ừ. anh đã nói chuyện với tiểu quân chưa chưa nhưng dù sao cách làm này Khiến anh không có thiện cảm với cô ấy Nếu nhận cha Còn nhiều cách khác mà Anh lo làm gì Em nghĩ là cô ta dựng chuyện thôi Ba anh là người như thế nào Chắc anh cũng hiểu rõ mà Làm sao có chuyện như vậy được Em nghĩ kẻ lừa dối trắng trợn Sớm muộn gì cũng lòi mặt nạ ra thôi Tại sao em tin Tiểu Quân lại lừa dối <laughs> Ngốc dừa thôi chồng yêu à anh không thấy mọi thứ cô ta chuẩn bị Đó rất là bài bản hay sao? Em vô tình quá đó Huệ Nghi Tuy cách nhận cha của Tiểu Quân không hay Nhưng anh cảm thấy cô gái đó không nói dối Trung thực hay dối trá Thì bây giờ không còn ý nghĩa gì cả Thứ cô ta muốn Là tài khoản ngân hàng nhà anh thôi Nếu như Tiểu Quân đúng thật là em gái của anh Thì quá bất công cho nó khi bị bỏ rơi trong một thời gian quá dài như vậy có thể nó không được dạy dỗ một cách bài bản cho nên mới cư xử như vậy em thì nghĩ khác những kẻ lừa đảo sẽ rất may mắn khi gặp một người nhẹ dạ cả tin như anh em thì vừa nhìn thấy mặt cô ta thì đã thấy ngay sự dối trá rồi anh sao vậy em biết không quyền nghi đôi khi anh nghĩ anh và em hoàn toàn khác nhau. Giữa hai chúng ta không hề có một điểm chung. Thậm chí một quan điểm nhỏ nhất chúng ta cũng không. Không anh à. Không thể chỉ vì chuyện lừa đảo của một người xa lạ mà anh lại nghi vấn với tình cảm của em. Tin em đi. Rồi anh sẽ thấy những lời nói của em hoàn toàn là đúng. anh đã gặp tiểu quân chưa kể từ khi mối quan hệ giữa cô ấy dòng thạch lộ ra tôi chưa gặp cô ấy lần nào hmm. bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra thật là khó tin tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm nhưng mà liệu tiểu quân có chắc gì cảm giác đó không ờ ý tôi là sự khác biệt vì lời nói và việc làm của cô ấy như việc cổ luôn tìm cách lôi kéo mọi người chống lại ông thạch cả tôi cả anh và bất kỳ ai mà cô ấy biết tôi không bao giờ nghĩ tiểu quân là con gái của ông thạch lại là anh em cùng cha khác mẹ với thạch minh và thạch bình những chuyện mà con nhận lại cha hoặc là cha nhận lại con sau mười mấy năm mất tích là chuyện bình thường có phải có chuyện gì đó đặc biệt liên quan tới cô phải không ờ à, không tôi chỉ nói chung chung thôi mà những người cha đã bỏ con rồi những đứa trẻ phát hiện ra cha mình còn sống sau nhiều năm tưởng như đã chết hoặc mất tích và cũng như những câu chuyện khác nữa nó vẫn diễn ra hàng ngày trên thế giới mà ừ. có lẽ là cô nói đúng cảm ơn vì ly cà phê ngon này tôi nghĩ là sẽ không mất thời gian của cô nữa đâu Cửa nhà tôi luôn rộng mở để đón tiếp những người bạn như anh. Anh muốn đến lúc nào cũng được. Và đến kèm thêm ly cà phê nữa nha. <laughs> Tất nhiên rồi. <laughs> Bữa nay trong anh có vẻ vui vậy. Anh đang có chuyện gì hả anh? À, bọn không nên vui vẻ sao? em này em phải mừng khi anh tìm được niềm vui chứ ừ, chắc là anh nghĩ về chuyện tiểu quân đừng nhắc con nhỏ đó nữa mới nghe là biết lừa đảo rồi với lại chuyện này là của ba anh kệ ổng chứ <laughs> ừ. Ừ. Ừ, anh mới đi nhậu hả em sao vậy đàn ông đi làm ăn thì phải uống một chút chứ Thì em chỉ mới hỏi vậy thôi, có phải không? <laughs> Về vấn đề này thì em cứ yên tâm đi Anh mà lái xe thì anh không bao giờ uống nhiều Lái xe? Nhưng anh đi taxi mà Xe đâu mà anh lái? <laughs> ờ, xe đâu mà lái <laughs> Thì anh mới vừa nói đó Ờ, à, um, anh quên, anh nhầm Anh đi taxi mỗi ngày mà anh đi với ai Dĩ nhiên anh đi một mình rồi Anh uống với ai kìa Thì đối tác làm ăn của anh chứ ai Anh đã nói với em rồi Chuyện làm ăn của anh Em đừng có xen vào Nếu mà em không tin tưởng Thì anh trả tiền lại cho em Thôi mà Nếu mà anh á Anh không muốn nói Thì em không hỏi nữa <laughs> Anh biết anh mà không nói gì á thì em sẽ nghi ngờ nhưng mà em á phải tin anh mới được lần này á anh sẽ làm ăn đàng hoàng ừ. em á không tiếc số tiền đưa cho anh em chỉ lo anh đầu tư không đúng chỗ thôi vậy mà nói là tin thôi được rồi anh trả số tiền lại cho em em đi đầu tư mà xin lời đi thôi được rồi em á không nhắc nữa được chưa ừ. <laughs> em là số một đó <laughs> thật khó tìm người để thay thế cho tiểu quân từ sáng tới giờ có tới mấy chục người mà không thấy ai phù hợp còn cô này thì sao không ổn lắm tiểu quân thật hoàn hảo cho vị trí này tự nhiên đến phút cuối dính vào chuyện rắc rối thật là bực bội quá tôi quen rồi mỗi lần tổ chức một cuộc thi sắc đẹp lại có một vụ ầm ĩ lần nào cũng như lần nào cũng may là vụ này xảy ra trước khi giám sát tới giám sát chị đã đọc cái này chưa chưa bên công ty hợp tác với chúng ta vừa gửi phát thông báo họ sẽ cử giám sát qua đây cô ta sẽ kiểm tra mọi thứ nếu chúng ta không làm tốt họ sẽ hủy hợp đồng tôi thấy lo quá chị tâm khanh không sao đâu mình sẽ làm tốt mà tôi cũng hy vọng là vậy <laughs> trước mắt á là chúng ta phải tìm ra người mẫu thích hợp đã <laughs> bữa nay dòm thấy em bằng cái bộ đồ này đẹp ghê luôn nha cáo này nó tôn cái nhan sắc của em thêm rực rỡ đó cảm ơn anh tại em mới ở ngoài về đó mà <laughs> cáo thì rất là ổn Chứ có điều là Cái mặt của em thì không có được ổn cho lắm Đang buồn chuyện gì đúng không? Ừ, em em thấy trong người không được khỏe thôi mà Yên tâm Có anh ở đây, đây Anh lộng vua chuyên mang tới niềm vui cho em <cười> <cười> Biệt danh mới phải không? <laughs> anh ngồi đi à. à... Để em pha cà phê cho anh uống nha Khoan đã Em đã hứa là đi ra ngoài chơi với anh cho thoải mái mà um, Em cũng đang cố gắng vui đây nè <laughs> Anh biết rồi Có phải chuyện của ông Kiên Cường không Có nhiều chuyện xảy ra quá à. Nhưng Nhưng mà cái chính Vẫn là chuyện anh Cường đi Paris Gì Nó đi Paris hả Em làm gì nó Mà nó bỏ chạy tới Paris lần Em chỉ nói một câu à. Câu gì Em nói đi, đến còn học hỏi Để mà về nói với mấy người phụ nữ khác Không hiểu tại sao thời gian gần đây Có quá nhiều những người phụ nữ đẹp theo đuổi anh Anh ruồng chảy mà còn không kịp nữa đó ừ, Em nói với ảnh Em không có yêu ảnh Nói thẳng ngay mặt nó luôn vậy đó Ừ Nhưng mà làm sao được hả anh Tình cảm mà Có ép buộc cách mấy cũng đâu có được đâu Em em thấy có lỗi với anh cường nhiều lắm lỗi làm gì bỏ qua hết đi bà ngoại của anh thường nói với anh như thế này tình cảm là một cái gì đó không thể che đậy được càng cố gắng càng níu kéo thì sẽ càng khó khăn hơn nè anh trở thành chuyên gia tâm lý hồi nào vậy <laughs> anh còn nhiều điều bất ngờ lắm mà anh chưa khám phá ra thôi <laughs> anh đúng là lắm trò thôi Đi ra ngoài chơi với anh cho thoải mái, đi Ờ, à, khoan Gì nữa? Ít ra cũng để em lấy giỏ sách và mang giày nữa chứ Nhanh lên <laughs> Chắc bà biết là tôi sẽ nói về chuyện gì tôi đang chờ nghe ông giải thích đây bà cả con cũng vậy để hai mẹ con biết một chuyện quan trọng theo cách này là điều ba không hề muốn vậy tức là ông thừa nhận những gì tạp chí nói là đúng con nhỏ đó đúng là con ông bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã chuyện này quả thực rất khó khăn với tôi vậy thì còn tôi ông nghĩ tôi sẽ như thế nào nó không ảnh hưởng tới tôi hay sao tôi hiểu một chuyện quan trọng như vậy <laughs> mà cho tới lúc thiên hạ rùm đen tôi mới biết <laughs> lúc đó tôi còn nghĩ thằng bách với lại con nhỏ đó đặt đều gây sự với ông bây giờ ông còn nói khó khăn này khó khăn nọ ông có hiểu cho cảm giác của tôi không mẹ mẹ để cho ba nói hết đã con cũng muốn biết sự thật ba ba hãy nói cho con biết đi có phải tiểu quân là em gái của con không ba ờ ba sẽ giải thích mọi chuyện đúng tiểu quân là em gái của con Ông đúng là đồ phản bội Kìa bà 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 nghe tôi nói đã Chuyện này Đã xảy ra lâu lắm rồi Lúc đó tôi không có ý định lâu dài với mẹ tiểu quân Thật tình Điều này không quan trọng với tôi Cho nên tôi không nhớ Có với nhau một đứa con Mà ông nói là không quan trọng hả trong khi đó tôi với ông còn hạnh phúc vậy mà ông đã phản bội tôi bà hãy bình tĩnh một chút đi có được không có gì á mình từ từ nói tôi không muốn nói gì với ông nữa lúc thì ông đi với tình nhân trẻ đẹp lúc thì tha về một đứa con rơi ông nói đi làm sao tôi có thể chấp nhận được đây từ bây giờ ông tự giải quyết chuyện của mình đi. Ba, con hiểu cảm giác của mẹ. chắc giờ mẹ đang hụt hẫn lắm. Bà biết phản bội là tội không thể tha thứ ba dù gì tiểu quân cũng là người nhà rồi ba cũng nên gần gũi em nhiều hơn ba sẽ không làm điều đó đâu như vậy thì rất miễn cưỡng khi mẹ con bé chưa hề thông báo cho ba biết về chuyện này mà đã lâu lắm rồi ba và mẹ con bé không hề liên hệ với nhau chẳng phải tiểu quân là em ruột của con là con ruột của ba sao sao ba lại xem nhẹ chuyện này được hình tượng xây đắp của ba nhiều năm không chỉ gặp mặt nhau một ngày hai ngày thì yêu thương nhau liền được vậy giờ ba định làm gì để con bé cuối cùng không nhận thân phận à dù sao nó cũng là đứa con gái mà ba điều duy nhất mà bây giờ ba phải làm là phải dàn xếp về kinh tế. Ý ba là tiền. Đúng. anh minh ạ à. em muốn nói anh nghe chuyện này từ lâu lắm lúc đó anh mai ở nhà trúc quỳnh làm sao anh mai có thể quay được chỉ có thể là trúc quỳnh quay thôi alo. Tôi muốn hỏi cô một việc. Xin lỗi anh, tôi đang bận. Anh có thể nói lẹ được không? Lâu rồi anh Mai có tặng cho tôi một cái đĩa, nhưng cái đĩa bị hư khúc đầu, tôi chỉ coi được khúc cuối thôi. Lúc đó tôi nghĩ vấn đề không quan trọng, nên tôi nói cổ là tôi đã xem rồi. Bây giờ tôi muốn biết trong đĩa đó chứa những gì. Ừm, à, tôi nghĩ là lúc đó cô đã làm cho anh Mai. Chắc là cô biết, cho nên tôi gọi điện. Tôi hiểu rồi, nhưng bây giờ dù trong đĩa có nội dung gì á thì cũng đã quá trễ anh bỏ qua đi khoan đã tôi rất muốn biết trong đó có những nội dung gì cô cố gắng giúp giùm tôi nha